thưa quý vị và các bạn theo như dự báo thì kỳ điều hành ngày hôm nay kỳ điều hành giá xăng nếu mà cơ quan điều hành không tác động đến quỹ buồn ổn giá xăng dầu thì giá xăng ở trong nước có thể sẽ tăng từ 250 đến 600 đồng một lít tùy vào lại vào kỳ điều hành xảy ra vào ngày 23 tháng 10. Theo dự báo nếu mà cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng dầu trong nước có thể tăng từ 250 đến 600 đồng một lít tùy loại vào kỳ điều hành ngày hôm nay 23 tháng 10. Còn giá dầu có khả năng là tăng từ 50 đến 120 đồng một lít. Tính từ đầu năm cho tới nay giá xăng đã trải qua 29 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 9 lần giảm, 4 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 11 tháng 10, giá xăng dần giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, giá xăng E5 giảm 1.600 đồng một lít, giá bán xuống mức là 21.900 đồng một lít. Còn giá xăng RON95 giảm 1.800 đồng một lít, giá bán lẻ chỉ còn 23.040 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm khoảng 1.180 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.410 đồng một lít. Giá dầu hỏa giảm 1.350 đồng một lít, về mức là 22.460 đồng một lít.